Vâng, chào tất cả các bác nha. Thì sáng nay là đầu tuần thứ hai, hàng về cũng như là toàn hàng hot các bác. Và những con âm ly khá là hiếm và dòng khủng long bạo chúa. Đó là con 907 LX Tra đã về được hai em hoa hậu luôn nha. Và một em 707 LX Tra. Bác nào mình cần đầu 7 hay là đầu 9 thì alo cho em. Thì về được hai con 907 LX Tra tuyệt đẹp luôn. Hai bác nào mình đang cần con đó thì alo cho em. Thì vừa rồi từ đầu năm đến giờ thì rất là nhiều bác hỏi con 907 LX Tra. Nhưng mà em không có hàng nên em đấu về được hai con. 707 LX Tra thì cái đó thì rất là thông dụng rồi. 707 LX Tra là vẫn giá 18.500.000. 907 LX Tra là giá 25. Có một con ma răng 4230 cặp bến nữa nha các bác, 4230. Đẹp keng size lớn. Chuyên trị dòng loa cổ và loa Mỹ, đặc biệt đánh loa Mỹ và dòng loa châu Âu rất là hay. Ma răng hàng thương hiệu của Mỹ, đến từ hàng Mỹ nồi điện 120V nha các bác. Còn nó giá 14 năm. Vừa rồi em cũng đã giao một con rồi. Và tiếp tục một con đờ nông 1090G. Long lanh cành đào luôn, vào khè luôn nha các bác. Giá 17.800.000. Đờ nông 1090G đẹp gọi là cứng công luôn nha, 17.800.000. Và một con âm ly dòng high end của Lookman 505S cặp bass full phụ kiện. Thiếu shop luôn, giá là 34.500. Cặp loa AR3 căn cước tiếp tục cặp bến nha. Cặp vừa rồi là về Lâm Đồng rồi nha các bác, Lâm Đồng Đà Lạt thì rồi. 57.000.000. Và con âm ly Scott dòng âm ly cổ rất đẹp nha. Hôm nay các bác chơi loa AR cổ bass 25 dòng loa cổ 30-25 cái này tuyệt vời luôn nha. Rất là đẹp. Bác nào chưa đăng ký kênh thì ấn vào nút đăng ký để luôn được cập nhật những video mới nhất nha. Con Scott con này sức âm tụ nha quá. Giá 10.000.000 nha. Cậu thấy đẹp chưa? Cái con Scott thì quá tuyệt vời rồi. Nó nghi kiểu y chang không khác gì Fixer mà có khi là nhỉnh hơn ở phân khúc tầm tiền. Dễ ghép. Con Scott mã model này 342 nha các bác. Scott 342 con này giá 10.000.000 nha. Các bác chơi là AR4 hay là những dòng loa KLH, Philips, vân vân, những bass 25 đô lại thì chơi con này quá tuyệt vời. Còn cặp loa ARA này rất đẹp rồi. Hai bộ căng hình trước này. AR3 57 nha các bác. Đây là con Marang 4230 dòng receiver. Mới căng nha. Con này chạy 8 sò nha các bác. Rất mới nha, điện 120. Các bác có chơi loa Mỹ thì là BM này, 14.500.000. Size lớn. Dòng âm ly đài nữa, đẹp. Đây, về tổng thể của nó các bác, trưng bày hết bài luôn nha. 14 năm. Và 707 LX Tra là 18 năm. Những con này thì đẹp hết rồi. 907 LX Tra là giá 25, về được hai con dành cho hai bác nào đang cần. Đây là con 1090G, gọi là mới tinh luôn. Đây, mời các con xem. Vàng cực kỳ luôn nha. 17.800.000. Còn đây là 505X. Mới kiến công luôn nha. Full phụ kiện. 505X nha con. Tinh. 34 năm. Còn thay đồ mới đó nè. Thấy chưa? Đấy. 907 LX Tra này con. AR3 này. Chung là phê, toàn hàng đẹp về phục vụ các bác luôn. Thì giá cả thì em báo rồi. Hai bác nào mình nhu cầu về sản phẩm nào thì alo cho em nha.